Rồi, chào các bạn. Sáng nay anh Phi có mặt tại cửa hàng với chị Thư và anh Phi sẽ chọn hai đơn hàng bé tí teo này để anh Phi làm. Bởi vì sao? Bởi vì nó có những cái điểm đặc biệt trên hai đơn hàng này. Điều thứ nhất đó chính là một đơn hàng với cái bộ dây yo-yo. Nha, bộ dây yo-yo bạn đặt từ Shopee nha các bạn. Một bộ dây Audi luôn, màu xanh. Và các bạn nhìn thấy ở trên này là 90cm là cái độ dài của cái sợi dây này đó các bạn. Và bây giờ thì anh Phi chỉ việc bỏ vào trong này và đóng lại mà thôi nha. Nhưng mà cái bộ dây này có cái điều đặc biệt là anh Phi sẽ cho các bạn xem. Anh Phi sẽ che cái địa chỉ lại ở đây nha. Ở đây vẫn là Shopee nè, cái hãng giao nhận là Ninja Vân nha. À, hàng này sẽ gửi về đâu? Hàng này sẽ gửi về cái địa chỉ bệnh viện đa khoa Cần ha. Thôi thì cứ gửi đi, tại vì bạn dùng cái voucher. Cái bộ dây này là 30.000 cộng với lại phí gửi nữa. Nhưng bạn dùng cái voucher của Shopee 30.000 thì sau khi nó trừ xuống thì ở đây còn lại 2.500. Bạn phải thanh toán chỉ 2.500 nữa thôi để nhận cái cục này. Đó, đây là một cái điều đặc biệt mà Shopee họ thu hút các bạn là như vậy. Trên đó nó sẽ có các cái voucher, nó có các phiếu giảm giá. Nhưng bù lại thì cái phí ship chưa chắc nó rẻ hơn nha các bạn. Có những lúc nó rẻ hơn nhưng có những lúc nó không rẻ hơn trực tiếp. Bằng chứng là có những đơn hàng anh Phi lên trực tiếp cái phí ship nó rẻ hơn. Nhưng mà khi các bạn mua qua Shopee thì các bạn còn lại những cái voucher hay là còn lại những cái khác nữa. Cho nên đó là thôi thì tùy các bạn vậy, các bạn chọn như thế nào cũng được. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ cho cái bộ dây này vào ở trong đây ha. Sau đó anh Phi sẽ đóng lại. Và ở đây có một cái vỉ dầu yo-yo, nó có một cái điều đặc biệt. Hôm trước cách đây một vài ngày thì anh Phi có về Bến Tre. Anh Phi có một cái mini trip nhỏ với gia đình của mình. Thì anh Phi để lại cái phần đóng hàng cho anh Lĩnh. Thì ngày hôm qua có một bạn có quay cho anh Phi một cái đoạn clip nho nhỏ. Bạn nói là gửi thiếu hàng cho em. Thì bạn có quay lại cái đoạn hàng của bạn nhận. Ok thôi anh Phi nhìn thấy mà ha. Rồi thì sau đó mặc dù không có clip các bạn, mặc dù không có clip, nhưng mà anh Phi vẫn kiểm tra lại được cái camera nội bộ của mình. Và anh Phi phát hiện là anh Lĩnh lấy ra đủ nha. Anh Lĩnh lấy ra đủ nhưng mà anh Lĩnh đóng bị thiếu. Không biết tại sao lúc bỏ vô giống như có những lúc anh Phi bỏ cho dây vào yo-yo vậy đó. Dây quà tặng nhiều khi nó nằm ở ngoài các bạn. Nhiều khi khi đóng mình lo nói cái mình không có cho vào. Cho nên đó là thôi thì hôm nay anh Phi sẽ bù ngay một cái vỉ dầu yo-yo cho bạn nhé. Cái địa chỉ của bạn là... cái địa chỉ của bạn là ở đây nè các bạn. Ở Đồng Nai nha các bạn. Cái địa chỉ là thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, phường Hố Nai. Không đồng nha. Không phải trả tiền gì nữa. Cái này là lỗi của bên Abo. Thì Abo sẽ xử lý phần này nhé. Sau khi mà Abo xử lý phần này xong thì Abo sẽ gửi hàng ra cho em. Em chỉ việc nhận thôi. Và anh Phi gửi lại theo thông tin trên, theo cái đơn hàng trên Shopee nhé. Theo cái đơn hàng trên Shopee cho nó tương xứng với nhau. Tại vì em báo hàng bị thiếu thì thiếu cái đơn hàng trên Shopee. Thì anh Phi lấy thông tin đơn hàng trên Shopee để anh Phi gửi nha. Tại vì bạn chat với anh Phi qua một cái nick chat. Và cái YouTube của bạn anh Phi cũng có biết. Nhưng mà cái này là hình như là cái tên và tài khoản của mẹ thì phải nhé. Rồi thôi thì xong rồi đây. Anh Phi chỉ cần dán cái giấy vận chuyển lên hai cái nữa là xong nha các bạn nhé. Dán vận chuyển lên nữa là xong. Rồi tới đây thì anh Phi cũng kết thúc cái phần buổi sáng ngày hôm nay. Nhanh gọn lẹ để đóng một cái đơn hàng đặc biệt. Mặc dù cái địa chỉ nó tương đối là chưa chính xác. Nhưng mà cái voucher bạn đã sử dụng rồi thì anh Phi sẽ gửi hàng đi. Nếu anh Phi làm cách đó là anh Phi liên hệ với bạn rồi sau đó không liên lạc được, anh Phi báo hủy đơn hay như thế nào đó, mà chắc chắn sẽ liên lạc được. Tại vì bạn dùng voucher thì bạn sẽ liên lạc được. Thì thôi anh Phi cứ gửi đi, nếu không bạn sẽ bị hủy cái voucher đó. Còn đây là cái đơn hàng anh Phi gửi bù lại cho một bạn ở Đồng Nai ha. Rồi tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.